Căn cốt tam đẳng. Nhất đẳng. Trường Vũ. Màu đỏ. Người này không phải là thần tiên chuyển thế sao? Thiên tài tu luyện trăm năm hiếm thấy. Không thể nào, thần tiên sao? Thần tiên sao lại không thông qua được kỳ luyện khí chứ? Màu ánh kim. Cốt đế vương. Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất. Đã 20 ngày trôi qua, thanh kiếm của Tôn Thượng cuối cùng cũng phát tín hiệu rồi. Tôn Thượng vẫn còn sống. Câm miệng. Chẳng lẽ Tôn Thượng lại bị đám yêu ma kia làm hại được sao? Phải đó, Tôn Thượng vạn thọ vô cương. Thanh kiếm của Tôn Thượng chỉ vào Giang Thành. Ngoại trừ đại thần canh giữa Nam Thiên Môn, thiên binh thiên tướng nghe lệnh của ta, lập tức đi theo ta xuống nhân gian. Dù có đào ba tấc đất cũng phải tìm ra Tôn Thượng. Là màu ánh kim. Màu đỏ là thần tiên chuyển thế. Sao có thể? Sao lại như thế? Cậu là nhân hoàng ngàn năm hiếm thấy. Căn cốt thiên đế. Căn cốt vô song này. Không thể nào. Thiên trụ trường gia các cậu đã tiêu tùng từ lâu. Làm sao có thể như thế? Nếu như Trường Vũ là cốt đế vương, chỉ cần tìm ra cách đột phá nó thì có thể mạnh lên rất nhiều. Thật sự là cốt đế vương, không thể thành kẻ thù của cậu ta. Trường công tử, vừa nãy đã đắc tội rồi. Xin mời cậu vào. Phim được dịch, Thuyết Minh và Lồng Tử. Vậy mà mình lại bị tên Trường Vũ này lừa rồi. Sao mình lại không phát hiện ra cái gã này mang căn cốt đế vương chứ? Cốt đế vương. Tôi cho cậu kiêu ngạo thêm một lát nữa. Sớm muộn gì cũng không thoát được tay tôi. Phim được dịch, Thuyết Minh và thả em gái tôi ra. Cái thứ này ở đâu ra vậy? Hoàng Tổng Quản, tại sao lại để loại người này vào đây? Người đâu, đem hắn ra ngoài. Em gái sao? Người này chẳng lẽ là đích tử của Trương gia? Chính là thiên tài vô song Trương Vũ sao? Sau khi thiên trụ của Trương gia bị phá vỡ, toàn bộ tu vi phải hoán đổi thành kỳ luyện khí, lâu nay phải sống thoi thóp. Ở cái Giang Thành này, không ngờ rằng hôm nay lại liên tục gặp được hai vị thiên tài vô song lúc đầu. Vậy cứ trói hắn lại, dâng hiến hắn cho tụ tiên lâu để làm thuốc, cũng coi như là cống hiến một chút cho người tu luyện trường sinh bất tử như chúng ta. Mềm nắn rắn buông, không hổ danh là những người tu tiên. Cháu trai Trương gia sao? Thẩm Minh Chủ, tại hạ là đại tiểu thư Lâm Ngọc Vân của Lâm gia. Cha tôi và Thẩm Minh Chủ năm đó có chút ân tình, hy vọng Thẩm Minh Chủ có thể nương tay tha cho Trương Vi. Lâm gia sau này chắc chắn sẽ trả ơn. Trả ơn tôi sao? Lâm gia cô chẳng qua chỉ là một gia tộc nhỏ dưới trướng của Trương gia mà thôi. Cô cho rằng hắn bây giờ vẫn còn là thiên tài vô song, ai gặp cũng phải cúi đầu trước hắn sao? Hôm nay lão phu lấy tư cách là trưởng bối thay cho người cha đó của các ngươi, chính là Trương Hữu Nhân, dạy dỗ thật tốt hai tên tiểu bối các ngươi. Ông xứng sao? Những kẻ tàn ác như mấy người dám trói em gái tôi rồi ra bán ở đây làm trò mua vui cho mấy người, còn dám tự khoe là danh môn chính phái một tộc tu tiên sao? Cậu đúng là mạnh miệng quá đấy. Cậu ta vẫn không cách nào đối diện với hiện thực, luôn sống trong ảo tưởng rằng mình vẫn là kẻ mạnh. Thôi kệ đi, nếu cậu muốn được giải thoát như vậy, vậy lão phu đây sẽ thành toàn cho cậu. Người đâu? Anh Trương Vũ, chúng ta đi thôi. Đi sao? Cậu muốn đi đâu? Thẩm Gia Thịnh, nếu ông dám động đến em gái của tôi sẽ không tha cho ông đâu. Không biết hối cải, hôm nay tôi sẽ cho cậu nếm chút cảm giác thế nào gọi là tuyệt vọng. Ngọc Vân, Thẩm Minh Chủ, ông muốn làm gì? Ông không sợ phải gánh chịu cơn phẫn nộ của Lâm gia tôi sao? Nực cười. Loại người như các người, trình độ tu luyện thấp kém. Trường Vũ, cậu cứ mạnh miệng tiếp đi, tôi sẽ biến cô ta thành lô đỉnh ngay trước mặt cậu. Thẩm Gia Thịnh, ông chán sống rồi sao? Trường Vũ, không phải cậu mới vừa kiêu căng lắm sao? Tiền bối, cứ giao tên này cho vãn bối xử lý, có được không?
Triệu công tử, gần đây sức khỏe Triệu lão gia có tốt không? Cha tôi sức khỏe vẫn tốt, lâu lâu ông ấy vẫn nhắc về ông đấy. Biết sở thích của ông là thu thập người đẹp, hôm khác sẽ ghé thăm, tặng cho ông một món quà lớn nhé. Được, được rồi, rất hoan nghênh. Thẩm Minh Chủ, chỉ cần ông tha cho Trương Vũ, ông muốn tôi làm gì tôi cũng đồng ý. Cô muốn làm gì cho tôi đây? Thẩm Gia Thịnh, đồ bị ổi, chỉ cần ông tha cho Trương Vũ, tôi đồng ý làm lô đỉnh cho ông. Chúc mừng Thẩm Minh Chủ đã giành được hai lô đỉnh tuyệt vời này. Tại hạ trước tiên chúc Thẩm Minh Chủ đã được thăng thiên, đứng đầu tiên ban, tốt lắm. Trường Vũ, thật ra từ lâu tôi đã... Anh đi đi. Thẩm Gia Thịnh, tôi sẽ lấy cái mạng của ông. Tên nhóc không biết trời cao đất dày. Lão phu ở Giang Thành ngồi trên cao nhiều năm rồi, dưới kỳ kim đan đều không phải đối thủ của tôi, huống chi là một tên tiểu tử kỳ luyện khí không đâu vào đâu như cậu. Cung kính nhung trang kim giáp, Triệu Hữu Nghĩa thống lĩnh Bắc Cảnh, Châu Mạo Cẩm Tụ, Nhị Lang Hiện Thánh Chân Quân hạ phàm. Thiên Tử Kiếm sao lại phản ứng mạnh vậy? Là Tâm Cấp Hộ Chủ, rốt cuộc là tên ngốc nào lại to gan đến thế? 10.000 người gác đêm ở Bắc Cảnh tôi đã đến Giang Thành, mời chân quân hạ lệnh tiêu diệt nguyệt tặc. Tốt nhất ngươi nên cầu nguyện Thiên Tôn đại nhân không sao, nếu không Bạch Ngọc Kinh cũng không quan tâm đến mệnh hệ của Giang Thành đâu. Đuổi theo Cốt Tiên Đế. Tôi chính là Nhân Hoàng, tôi chính là Thiên Đế. Trong tập kết yêu ma, các ngươi có phải đã quên vạn năm trước ta chỉ cần một nhát là có thể tiêu diệt ma tộc các ngươi sao? Vân Cường, Vân Cường, Vân Cường ơi, anh có sao không? Sao có thể chứ? Một tên rác rưởi như cậu ta không phải chỉ ở mức kỳ luyện khí thôi sao? Xem ra cảnh giới vẫn chưa ổn định. Ánh vàng ở giữa, rốt cuộc cậu là thần thánh phương nào? Trường Vũ, sao anh có thể ra tay đánh người chứ? Lúc cô chỉ trích tôi, lẽ nào cô không nhìn rõ được đúng sai sao? Lũ tôm hồi cả thối các người, dùng những thủ đoạn gian xảo bắt cóc em gái tôi đến đây, biến em ấy thành lô đỉnh. Còn tên người yêu Triệu Văn Cường của cô, dám lấy cốt đế vương của tôi. Cốt đế vương sao? Chẳng lẽ tên Trương Vũ này là Nhân Hoàng Thiên Đế chuyển thế sao? Còn ông nữa, Thẩm Gia Thịnh, dám động vào người phụ nữ của tôi, đây cũng không phải là lý do để anh đánh người. Trường Vũ, tôi thấy vừa rồi chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì một tiểu bối như cậu cũng không như vậy. Thế này đi, cậu hãy xin lỗi tôi, thì tôi sẽ để cho cậu quyết định. Để cậu đưa Trương Vi và Lâm Tiểu Thư đi, cả làng đều vui, cậu thấy sao? Cả làng đều vui sao? Nhưng nếu tôi nói không thì sao? Cậu, Trương Vũ, cậu đúng là không biết xấu hổ mà. Rõ ràng là do mấy người đã bắt cóc Trương Vi trước, sau đó lại sỉ nhục Trương Vũ mà. Trương Vũ, làm người phải trở lại cho nhau một đường lui, để sau này còn nhìn mặt nhau. Cho dù cậu có đột phá kỳ luyện khí thì sao chứ? Những người giàu có ở đây đã cung dưỡng rất nhiều người tu luyện đạt đến kỳ kim đan. Chẳng lẽ cậu muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận luôn sao? Kim đan sao? Đồng quy vu tận hả? Ông cũng xứng sao? Huyết Sát Minh đã tồn tại ở Giang Thành hàng trăm năm nay rồi, tứ đại thiên trụ cũng không dám coi thường. Có phải cậu đã điên rồi không?
Thánh Võ Đường đã khổ luyện thể pháp nhiều năm, trong đại sảnh có một tượng thờ một cường giả võ thuật kim đan, có thể mở núi chặn sông, chẳng lẽ cũng không xứng để cậu xin lỗi chúng tôi sao? Long môn chúng tôi đã bám trụ ở man cảnh đã lâu, thế lực chia thành hai phe đen trắng, không ai là không biết. Long môn đã cung phụng hai vị cường giả kim đan, như vậy vẫn chưa đủ sao? Còn thiếu nhiều lắm. Trương Vũ, hay là xin lỗi trước đi. Đón em gái anh về trước đã rồi nói sau. Anh vừa mới đột phá, cảnh giới còn chưa ổn định, ngày tháng còn dài mà. Trương Vũ, cho dù cậu có trở về đỉnh cao trúc cơ thì sao chứ? Cho cậu cái thang để xuống. Mà cậu không cần, đúng là chán sống thật rồi. Nếu đã như vậy, còn chưa kể đến Triệu gia chúng tôi còn thống trị Bắc Cảnh. Triệu gia chúng tôi có Nhị Lang Thần chân quân chống lưng đó. Nhị Lang Thần sao? Không lâu nữa sẽ diễn ra đại hội vấn đạo. Triệu gia chúng tôi tất nhiên sẽ có một vị cường giả được xếp vào hàng ngũ tiên nhân. Đến lúc đó cả họ Bắc Cảnh chúng tôi đều sẽ được nhờ. Chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ sao? Có thể được vị đại thần đó ban ơn. Xem ra sự trỗi dậy của Bắc Cảnh đã chắc chắn như đinh đóng cột rồi. Quả thật là như vậy. Cho dù là được xếp vào hàng thiên trụ cũng không còn bao lâu nữa đâu. Vậy thì lúc thế lực của Trương gia lớn mạnh không phải cũng là thiên trụ sao? Trương Vũ, không đánh không quen biết, mau xin lỗi đi. Nhị Lang Thần sao? Tôi có quen đấy. Nhưng mà Triệu gia mấy người là cái thá gì chứ? Được, được lắm. Trương Vũ, chẳng lẽ cậu có người chống lưng hơn cả Nhị Lang Thần luôn sao? Tôi không cần chống lưng. Nhị Lang Thần không xứng làm kẻ chống lưng cho tôi. Trương Vũ, xúc phạm thần linh sẽ bị trời phạt đó. Cậu chán sống rồi sao? Trương Vũ, thôi bỏ đi, cân nhắc kỹ lưỡng. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Sao vậy? Ra vẻ xong thì muốn bỏ chạy đúng không? Anh ta thì có ai mà chống lưng cho chứ? Chẳng qua chỉ là nói khoác mà thôi. Chắc là sớm muộn gì cũng sẽ cầu cứu tôi, giúp Trương Vi được thả ra mà thôi. Mèo mù vớ được cá rán, đột phá được trúc cơ nên cái đuôi cũng vảnh lên trời rồi phải không? Trương Vũ, cậu đúng là hết thuốc chữa rồi. Trương gia, không dễ gì mới có người đột phá trúc cơ, nhưng không ngờ rằng lại là một tên vô dụng, ăn nói không biết kiêng nể như cậu. Cái tên Trương Hữu Nhân này, người cha vô dụng đó của cậu, ở dưới Cửu Tuyên chắc đang thất vọng biết bao. Ông dám sỉ nhục cha tôi thêm lần nữa xem. Cháu trai Triệu này, đừng phí lời với cậu ta làm gì. Nhân lúc cậu ta vừa mới đột phá, cảnh giới không ổn định, trực tiếp xử cậu ta đi, để tránh cho cậu ta làm hại đến nhân gian. Dám sỉ nhục Nhị Lang chân quân, cậu có mấy cái đầu cũng không đủ đâu. Tôi biết tất cả những người ở đây đều lấy việc áp bức tôi làm niềm vui, nhưng mà sự tồn tại của tôi đã vượt quá nhận thức của mấy người từ lâu rồi. Mọi thứ mà mấy người cung phụng trong mắt tôi chỉ như một con kiến mà thôi. Chỉ bằng thế này đi, tôi sẽ cho các vị thêm một cơ hội nữa, thế nào? Trương Vũ, chẳng lẽ cậu sợ đến phát ngốc rồi sao? Còn nói cho chúng tôi một cơ hội nữa. Trương Vũ, tôi thật sự có chút khâm phục cậu rồi đó. Một người vừa mới đột phá trúc cơ như cậu, giống như một thằng hề vậy. Nếu như 100 năm sau đột phá kim đan rồi, thì không phải cậu sẽ làm cho trời sập xuống luôn hả? Trúc cơ, kim đan sao? Chưa thấy bầu trời mà đã dám ăn to nói lớn. Hôm nay tôi lấy mặt cậu để tỏ lòng tôn kính với Nhị Lang chân quân, cậu hỏi thử xem cô ta có dám không. Triệu đại nhân, không biết vị đại nhân đây là ai, đến thăm khách sạn, có thể cho biết tên tuổi không? Đây là Dương đại nhân, người trên trời. Cái gì? Tiểu nhân xin được gặp chân quân. Đại nhân có vẻ như gặp nguy hiểm. Cái gì? Người không liên quan, đứng yên chờ lệnh. Thiên binh thiên tướng nhanh chóng tìm ra đại nhân, không được có sai sót. Điên rồi, anh điên rồi, dám sỉ nhục đại thần, anh đang chê mạng dài quá sao? Tốt, rất tốt. Trương Vũ, cậu xin lỗi chúng tôi trước mặt mọi người, có lẽ chúng tôi sẽ tha cho cậu, cho cậu con đường sống ra khỏi tụ tiên lâu. Tôi thấy cậu không chỉ không có thực lực, cậu còn không có não. Con trai, còn không mau xử lý cậu ta. Các người làm gì vậy? Môn phái danh tiếng, tự biết mình có lỗi, còn dám công khai hại người. Tôi ở đây, các người nghĩ có thể đụng được tôi sao? Triệu công tử, xử lý cậu ta đi. Thánh Võ Đường tôi làm chứng cho cậu. Trương Vũ thật không chịu hối cải, tôi cũng có thể chứng minh cho cậu. Trương Vũ, cậu đã khiến cả người và thần đều tức giận, xúc phạm đại thần. Tôi xử lý cậu chính là thay trời hành đạo. Cậu hoàn toàn có thể thử. Lão bằng hữu, lâu rồi không gặp.
thuộc hạ đến muộn, mong tôn thượng thứ lỗi. Còn không mau cút đi, cậu mời diễn viên từ đâu tới vậy? Không rõ đây là đâu sao? Các người chỉ là những người phàm trần, làm sao các người vào được đây? Tôn thượng, người này là ai? Một người đã lấy mất cốt đế vương của tôi. Yêu thuật, người này lại biết dùng yêu thuật. Trường Vũ liên kết với người trong ma giáo, đe dọa con trai của gia tộc chính phái. Người và thần đều phẫn nộ, muốn động tay sao? Chỉ với mấy người các người có thể đấu lại những chính phái như chúng tôi sao? Nói một đằng là một nẻo. Thần tiên mà cậu luôn miệng nói ở ngay trước mắt cậu nhưng không nhận ra. Đúng rồi, Triệu công tử này hình như là đại công tử của Bắc Cảnh, con trai của một kẻ vô dụng. Trường Vũ, cậu dám sỉ nhục cha tôi, thật là vô pháp vô thiên. Triệu Hữu Nghĩa là nhân vật anh hùng như thế nào? Thật không ngờ cậu lại dám ăn nói lung tung, xúc phạm Bắc Cảnh. Được rồi, xử lý cậu ta đi, tôi sẽ hộ pháp cho cậu. Xúc phạm, tôi khuyên cậu nên tự xử ngay tại chỗ. Có lẽ còn có thể để lại cho Triệu gia vài mạng người. Tự xử, Triệu gia tôi chính là vua ở Bắc Cảnh, có thể được coi là vô song tuyệt thế. Hơn nữa là còn nhận được sự yêu mến của nhân vật lớn trên trời. Cô thì là thân phận gì chứ, địa vị gì chứ, bảo tôi tự xử? Nằm mơ đi. Cô nhìn cho kỹ đi, đây chính là người cô chọn. Cô tự giải quyết đi. Nếu năm đó không phải ba cậu quỳ ở dãy núi Trường Bạch, hướng lên trời cầu xin tôi, cầu xin sự che chở của tôi, dập đầu ba ngày ba đêm, cậu nghĩ tôi sẽ để ý đến Triệu gia các người sao? Cái gì? Tôi có nghe nhầm không? Ý của cô là cô chính là nhân vật lớn đó sao? Đúng vậy. Bây giờ quỳ xuống dập đầu, trả lại cốt đế vương, tự hủy bỏ tu vi, cậu có thể sống tiếp. Cô là cái thá gì chứ? Cô dám giả mạo Nhị Lang Thần sao? Hơn nữa bảo tôi trả cốt đế vương, cô có xứng không? Không ngờ gia tộc do chính tay tôi chọn lại là loại thấp hèn này. Triệu Hữu Nghĩa, trước khi tôi nổi giận, mau lăn tới quỳ dưới chân tôi. Cô dám sỉ nhục cha tôi, cha của cậu, ông ấy chỉ xứng đáng quỳ dưới chân tôi, ngay cả ngẩng đầu cũng không xứng. Cô rất kiêu ngạo. Trường Vũ, đừng tưởng hôm nay tìm được người có thể bảo vệ cậu, cậu đã chạm vào vải ngược của tôi rồi. Các người không còn đường sống đâu. Dùng máu của cô để tưởng niệm các anh hùng của Bắc Cảnh, sau đó sẽ tiêu diệt tên hề nhà cậu. Nói hay lắm. Trước tiên là làm nhục gia tộc tôi, sau đó lại liên kết với những kẻ hạ cấp này, sỉ nhục em gái tôi, làm nhục Lâm Ngọc Vân, lại còn lấy cốt đế vương của tôi. Bây giờ lại đe dọa sẽ tiêu diệt tôi. Trường Vũ, cậu nói ai là kẻ hạ cấp? Tôn thượng, tôi sẽ giải quyết việc này. Được thôi, cô giải quyết cho tôi xem. Còn ở đây diễn kịch, nộp mạng hết đi. Kỳ Kim Đan, e rằng bây giờ cậu ấy mới hoàn toàn thể hiện được hết sức mạnh của mình. Lại một kẻ mạnh. Dừng tay, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng. Cơ hội? Nhảm nhí, tôi đã đạt đến cảnh giới Kim Đan, lên trời xuống đất không gì không thể. Các người căn bản không có tu vi gì cao siêu, kẻ vô dụng. Tiêu diệt. Anh Trương Vũ, cẩn thận. Anh Trương Vũ, tạm biệt. Đừng sợ. Kỹ thuật nhỏ như vậy cũng dám ở trước mặt tôi mà khoe khoang, làm sao có thể chứ? Đỉnh cao Kim Đan, Giang Thành sao lại có người mạnh như vậy? Thật không ngờ. Văn Cường, Trường Vũ, anh đê tiện, thấy không cưới được tôi thì sai người đánh trọng thương Văn Cường. Không lẽ cô nhìn không ra là cậu ta muốn đoạt mạng tôi trước? Khi cậu ta sỉ nhục tôi thì cô ở đâu chứ? Cốt đế vương, tên yêu nhân này mạnh thật đấy. Thẩm Minh chủ, Trần Đường chủ, La Môn chủ, mọi người hãy giúp tôi một tay. Thật không ngờ có thể đánh bại Triệu Văn Cường dễ dàng thế. Sức mạnh của tên yêu nhân này có thể nghiền nát bất kỳ ai trong ba chúng ta. Đã giải quyết. Tôn thượng, thuộc hạ làm việc không tốt, sau này nhất định sẽ lựa chọn cẩn thận. Đây là cốt đế vương của tôn thượng, tôi sẵn sàng cho một nửa tài sản của Triệu gia.
Chỉ cần các người có thể giúp tôi, lần này coi như cô đã bù đắp được lỗi lầm. Chờ đã, Cốt Đế Vương, cậu phải trả lại đây. Ông muốn cản tôi sao? Khá lắm. Cốt Đế Vương này, vạn năm mới thấy một lần. Người có được nó, nếu không phải là tuổi trẻ tài cao, thì cũng có khí thế ngút trời, người người tôn kính. Còn cậu? Không sai. Ý của ông là tôi không xứng với Cốt Đế Vương sao? Chính xác. Cốt Đế Vương này không rõ nguồn gốc, cậu phải để nó ở lại. Đợi sau khi chúng tôi kiểm tra xong, tất nhiên sẽ trả lại cho cậu. Trường Vũ, những người đang có mặt ở đây đều là người ngay thẳng uy tín. Chỉ cần nó có nguồn gốc rõ ràng thì nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho cậu. Đúng vậy. Chỉ cần điều tra ra sự thật, chúng tôi sẽ không bao giờ đụng đến cậu và Cốt Đế Vương của cậu nữa. Tha cho tôi sao? Tha hay không cần mấy người cho phép sao? Trả lại sự trong sạch cho tôi, mấy người cũng xứng hả? Cậu không biết tốt xấu, không biết thật giả, không biết đúng sai, còn tự nhận mình ngay thẳng uy tín. Tôi thấy mấy người chẳng khác gì bọn luyện tà ác. Thưa các quý ông, xin mọi người hãy thay tôi trừng phạt anh ta. Trường Vũ, tôi với anh đã quen biết nhau nhiều năm, tôi biết rõ anh là người như nào. Dựa vào khả năng của anh, không thể nào có được Cốt Đế Vương. Tiêu Thu Tuyết, hãy bỏ những suy nghĩ dơ bẩn của cô đi. Cô có tin hay không thì cũng không liên quan đến tôi. Hơn nữa, chúng ta đã hủy hôn rồi, lẽ ra cô nên quan tâm đến cậu ta mới đúng. Đúng là láo sự. Ban đầu thì làm cho Văn Cường bị thương, sau đó thì lại xỉ nhục chúng tôi. Đúng là tội lỗi không thể tha thứ. Cậu bớt nói nhảm đi. Cốt Đế Vương, cậu có để lại hay là không đây? Cốt Đế Vương là của tôi, tôi xem ai dám lấy nó. Vậy thì để tôi nói sự thật cho cậu biết. Cái ghế đó chính là ngai vàng của người trước đây từng sở hữu Cốt Đế Vương. Trên đó tràn đầy khí thế của đế vương. Bây giờ là vật phẩm hàng đầu trong buổi đấu giá. Hàng ngàn năm nay không ai dám mồi lên. Còn cậu, tôi đã quan sát rất cẩn thận rồi. Mặc dù cậu đang giữ Cốt Đế Vương, nhưng mà giữa cậu và cái ghế đó không có sự cộng hưởng nào cả. Với lý do này vẫn chưa đủ hay sao? Vô liêm sỉ. Trước giờ không ai dựa vào cảm giác để xác định Cốt Đế Vương cả. Rõ ràng là mấy người đang tùy tiện tìm một lý do, cố tình gây khó dễ cho anh Trương Vũ. Cái con nhỏ này, không đến lượt cô lên tiếng. Hóa ra là vậy. Cậu muốn làm gì hả? Chẳng lẽ cậu ta muốn phim được dịch thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á? Tiền nhân đã nói, chiếc ghế này chỉ người có tấm thân ngàn vàng mới xứng. Chỉ có người kế vị chân chính mới được ngồi. Chiếc ghế này chỉ người có tên tuổi lưu truyền mới xứng. Chỉ có tiếng thơm muôn đời mới xứng đáng. Ngai vàng chỉ người có thiên tài vô song mới xứng. Chỉ người độc nhất vô nhị mới xứng đáng. Trương Vũ, anh thật ngông cuồng. Chỉ cần anh ngồi lên đó thì sẽ bị bọn họ xông vào xé xác thôi. Đừng ngồi lên mà. Ai nói tôi không có tấm thân ngàn vàng? Không phải là người có tên tuổi lưu truyền, không phải là người có thiên tài vô song. To gan, chuyện đã đến nước này còn ăn nói ngông cuồng. Cậu đã quá kiêu ngạo rồi, thật sự nghĩ mình làm được sao? Được, được thôi. Chiếc ghế này cậu nhất định phải ngồi chữ gì? Chính xác. Vậy thì cậu đừng trách chúng tôi vô tình. Thẩm gia Thịnh tôi, Minh chủ Huyết Sát Minh, Trần Bình Minh, Đường chủ Thánh Võ Đường, La Thanh Tùng, Môn chủ Long Môn, Thỉnh Chiến. Để tôi xem ai dám. Chỉ là một lũ vô dụng cũng dám đứng đây sủa bậy trước mặt tôi. Huống hồ, làm sao mấy người biết chiếc ghế này không hợp với tôi? Cái gì? Chiếc ghế đang nhận chủ sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể như thế. Chủ nhân trước đây của chiếc ghế luôn được xếp hàng đầu. Nếu muốn trở thành chủ nhân mới của chiếc ghế thì buộc phải mạnh hơn người trước đây. Không thể nào, không thể để tên đó sống. Chẳng lẽ mình thật sự đã nhìn nhầm rồi sao? Nhận chủ chính là phúc phần của chiếc ghế.
người sở hữu cốt đế vương, ai ai cũng phải tôn trọng. Cốt đế vương hạ phàm, chuyện này là thật sao? Người sở hữu cốt đế vương không phải là thần tiên thì chính là đại năng, còn không mau bái kiến. Bái kiến đại năng. Mấy người không quỳ sao? Vậy những lời vừa nói lúc nãy không phải là tự vả sao? Muốn tôi quỳ hả? Mơ đi. Ông chú, hãy giúp tôi. Tôi nguyện hiến toàn bộ gia sản của Triệu gia, giúp tôi lấy mạng cậu ta. Cậu ta sở hữu cốt đế vương, không còn gì để nghi ngờ nữa, sau này sẽ thành đại năng. Hôm nay chúng ta đã đắc tội với cậu ta rồi, thậm chí còn bán đấu giá em gái của hắn. Cho dù hôm nay chúng ta may mắn thoát được, sau này cậu ta mạnh hơn thì cậu ta sẽ tha cho chúng ta sao? Không chỉ có chúng ta, mà còn có gia tộc của chúng ta nữa. Loại người này sau này sẽ càng kiêu ngạo hơn. Cậu ta chỉ cần chỉ tay là gia tộc chúng ta sẽ bị diệt môn, cơ nghiệp ngàn năm bị hủy hoại trong chốc lát. Chẳng lẽ mọi người sẽ chịu đựng những chuyện này sao? Cậu ta chỉ vừa mới đánh thức cốt đế vương mà đã có thể ngang tài ngang sức với chúng ta. Sau này thì sao? Hôm nay là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Mấy người tính làm gì? Không được chần chừ nữa. Được, vậy chúng tôi sẽ giúp cậu. Tôn thượng, chuyện này cô muốn chọn người nào thì cứ tùy ý cô. Tôi hiểu rồi. Mấy người chán sống rồi. Triệu Văn Cường, nếu như cậu đã chán sống đến vậy, vậy thì tôi cũng không thể giúp cậu. Triệu Hữu Nghĩa đến. Triệu Hữu Nghĩa, người mau qua đây cho ta. Chuyện gì thế này? Ta đã nói, trước khi ta nổi giận, mau cút khỏi đây. Bây giờ thì đã muộn rồi. Triệu gia các người không còn đường sống đâu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Muốn hỏi thì hỏi quý tử của ông đi. Cha đến đúng lúc lắm. Đây là một yêu nhân, cô ta còn nói cha phải quỳ trước mặt cô ta. Bây giờ con giúp tên yếu đuối này đánh con, chúng ta cùng nhau liên thủ lấy mạng bọn chúng đi. Lấy mạng sao? Thằng đần này, cơ nghiệp của Triệu gia đã bị con tiêu hủy rồi. Tâm huyết nhiều năm của cha đã bị con hại rồi. Cha đang nói gì vậy? Bây giờ có nhiều người như vậy, có gì mà sợ bọn họ chứ? Tên đần này, còn không mau câm miệng lại. Chủ thượng, nó còn nhỏ, cầu xin cô hãy tha cho nó. Chủ thượng, cha, lẽ nào cô ta đúng là cô ấy là đại họa mà con phải vượt qua đấy. Tôi không cứu ông nổi đâu. Chỉ trách ông đã mạo phạm tới vị kia. Đây là thiên, nên chọn thế nào? Tùy ông quyết. Tôi hiểu rồi. Cha, dựa vào thế lực của Triệu gia chúng tôi, ngoại trừ tứ đại gia tộc Thiên Trụ, ai có thể ngăn cản chúng tôi? Chúng ta không cần phải quỳ dưới bất kỳ người nào. Người này rốt cuộc là ai? Vậy mà lại trở thành chủ thượng của Triệu Hữu Nghĩa, còn ép hắn ta phải đích thân ra tay với con trai mình. Năng lượng của người này tuyệt đối không dễ bắt nạt. Vậy vị này là? E là càng phải kính trọng. Nếu là tiên nhân, vậy người ngồi trên đó e là Thiên Tôn. Cha, sao cha lại làm như thế? Bác ơi, sao bác lại làm thế? Cô câm miệng cho tôi. Là do cô dụ dỗ con trai tôi mới khiến nó phạm vào đại họa này. Cháu không làm gì cả. Lẽ nào hắn thực sự là một nhân vật lớn? Không lẽ là mình đã nhìn lầm rồi sao? Chủ thượng, tôi đã phế đi kinh mạch của nó rồi, phế đi 7 phần công lực của nó. Bây giờ nó đã là một tên phế nhân rồi. Xin cô hãy tha cho gia tộc của tôi. Công lực của tôi, toàn bộ tu vi đã mất hết rồi. Hỏi vị kia đi. Ngài Trương, cầu xin ngài tha cho gia tộc chúng tôi. Niệm tình ông nhiều năm trung thành, có công hộ vệ bác cảnh, tôi sẽ tha cho gia tộc các ông một con đường sống. Cảm ơn cậu Trương, nhưng mà ông làm cha mà không dạy con đạo lý, ông hiểu chứ? Cha đừng mà. Tại sao phải làm như vậy? Bọn họ rốt cuộc là ai vậy? Cút ngay. Đều tại con mạo phạm người khác. Cộng lại tất cả mạng sống của Triệu gia chúng ta cũng không đủ để đền tội cho con. Cha là đang chuộc tội cho con đây, nghịch tử. Tạ chủ thượng khai ân. Người đâu? Đưa nó đi cho tôi. Tạ chủ thượng đã tha mạng, đại ân đại đức của chủ thượng Triệu gia không bao giờ quên. Sau này toàn tâm toàn ý trấn thủ bắc cảnh, vĩnh viễn không bước vào giang thành nửa bước. Lui xuống đi.
Bây giờ, mọi thứ mà tôi nói, các người nên tin rằng đó đều là sự thật. Một chuyện, đổi lấy một chuyện. Hoàng đại nhân, mới vừa đi đâu vậy? Sao bây giờ mới đến? Tôi đến muộn rồi. Đến muộn? Hay là không muốn vào? Cái này đều là hiểu lầm. Hiểu lầm? Lẽ nào cậu không biết chuyện em gái tôi bị ra bán? Hay thật ra trước đến nay đều không phục Trương gia, nên cố ý ở tu tiên lầu chèn ép? Tôi không có, tự đánh gãy căn cốt. Nếu không, từ nay về sau tu tiên lầu không còn tồn tại nữa. Còn chờ gì nữa? Vừa rồi đều là hiểu lầm. Tu tiên lầu tôi luôn hướng đến công bằng, tuyệt đối không có ý chèn ép ai cả. Vậy theo ý của các vị đây, mọi thứ vừa rồi đều là hiểu lầm? Vừa rồi quả thực là hiểu lầm. Là chúng tôi không thể phân biệt thiện ác kịp thời. Là lỗi của chúng tôi. Tôi thay mặt Thánh Võ Đường tạ lỗi với cậu. Nếu tôi có lỡ đắc tội, mong cậu Trương rộng lượng tha thứ. Phải. Chuyện hôm nay nếu có lỡ đắc tội, Long Môn tôi ở Giang Thành cũng là một nơi có tiếng. Sau này nếu có chỗ nào cần giúp đỡ, chúng tôi nguyện tương trợ cho cậu. Vừa rồi những điều tôi nói cũng có chút đường đột, có chỗ nào mạo phạm, xin cậu hãy bỏ qua. Hôm nay mấy người chúng tôi ở đây tạ lỗi với cậu Trương. Cậu Trương, nếu yêu cầu bồi thường gì, cậu cứ nói thẳng. Thánh Võ Đường tôi cùng với các vị đây nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nói về bồi thường, quả thực tôi cũng có một điều. Tôi thấy hay là cứ như vậy đi. Ba người chúng ta mỗi người lấy ra một tín vật của mình. Sau này cậu Trương có cần tới, chúng ta sẽ kịp thời nghe lệnh sai khiến của cậu Trương. Nếu như vậy, hôm nay tôi đã va chạm với cậu bạn nhỏ đây, vậy tôi đây đêm nay ở khách sạn Thất Tinh tổ chức tiệc. Đầu tiên là để tạ lỗi cậu Trương đây. Thứ hai là tẩy trần cho cô Trương đây. Làm thế nào để tẩy trần? Đây là cách mà các người tạ lỗi với chúng tôi sao? Vậy thế này đi, Thánh Võ Đường tôi bằng lòng bồi thường 1 tỷ hiện kim cùng với cậu Trương hòa giải êm đẹp. Cậu thấy thế nào? Mấy người tự chặt đứt gân cốt thì sao? Bạn nhỏ Trương này, cậu cũng biết nói đùa quá nhỉ? Cảm thấy không đủ sao? Trương Vũ, ý cậu là sao? Chúng tôi đã thành ra thế này rồi, sao cậu cứ phải làm khó tôi như thế chứ? Em gái tôi bị các người sỉ nhục, Ngọc Vân bị các người ức hiếp, còn tôi thì bị các người chèn ép. Chẳng lẽ chỉ xin lỗi một câu nhẹ nhàng như vậy là đủ rồi sao? Cậu muốn thế nào? Tôi đã nói rất rõ ràng rồi mà. Các người tự chặt đứt gân cốt đi. Không thể nào, không bao giờ có chuyện đó đâu. Trương Vũ, cậu điên rồi sao? Cứ nhất quyết phải đắc tội với Tam Đại Tông Môn sao? Phải làm quá lên như vậy hả? Tôi làm như vậy là đang giúp các người bảo vệ tông môn của các người được bình yên đấy. Nói năng ngông cuồng, đừng cho rằng trước đây chúng tôi tôn trọng cậu là do chúng tôi sợ cậu nhé. Trương Vũ, tôi biết là cậu hận chúng tôi, nhưng có cần thiết phải ép buộc nhau đến mức này không? Oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt? Lùi một bước, biển rộng trời cao. Con đường tu luyện này, thêm một người bạn, bớt một kẻ thù. Cậu hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Lùi một bước, biển rộng trời cao sao? Các người thật sự quá trơ trẽn, không biết xấu hổ. Lúc cậu khoanh tay đứng nhìn, đã từng nghĩ đến hiện tại chưa? Lúc ông muốn biến Trương Vi thành lô đỉnh, có bao giờ nghĩ đến hiện tại chưa? Lúc ông nói những lời ngông cuồng, muốn biến mọi người xung quanh ta thành lô đỉnh, có từng nghĩ đến hiện tại thế nào chưa? Khi cậu nói những lời ngon ngọt, cậu có từng nghĩ đến hiện tại không? Bây giờ tình thế đảo ngược rồi, cậu liền ra dáng vẻ đạo mạo như vậy, có làm ra dáng vẻ giả tạo này cũng không cứu được cậu đâu. Bây giờ các người tự chặt đứt gân cốt, tiêu tán hết khí vận, tôi có thể đảm bảo tông môn của các người sẽ không sao. Nếu không thì tôi nhất định sẽ khiến tông môn của các người không còn một mảnh giáp, một mảnh cũng không sót lại. Trương Vũ, các người mau phục tùng đi. Không bao giờ. Chúng tôi đã nhượng bộ như vậy rồi, cậu còn muốn làm khó dễ nhau nữa, vậy thì đừng trách chúng tôi không nể năng nhé. Tôi yêu cầu của cậu ta cũng có anh trong đó đấy. Anh đã quên kết cục của Triệu gia rồi sao? Cứ muốn mình phải nhận kết cục thảm hại như vậy sao? Đúng đó, anh Hoàng, anh còn chờ gì nữa? Anh cam tâm để tu vi của bản thân bị hủy diệt trong nháy mắt như vậy sao? Triệu gia hôm nay chính là tương lai của tôi và anh. Nhưng mà yêu nhân này chẳng qua chỉ là đỉnh cao kim đan thôi. Mấy người chúng ta hợp sức lại xử hắn thì mới còn đường sống. Được. Trương Vũ, đừng nghĩ rằng cậu có một người trợ giúp thì chúng tôi sẽ sợ cậu. Chúng tôi hợp sức lại, tứ đại thiên trụ không ai có thể địch nổi. Vô chi, ngạo mạn, cậu cố chấp như thế
Vậy thì đừng trách chúng tôi nhé. Các người, trong mắt của tôi hệt như sâu bọ vậy. Trương Vũ, cậu ngạo mạn quá rồi đó. Lên. Trương Vũ, không có ai ở đây áp bức cậu cả. Là do cậu tự mình rước họa vào thân. Hại em gái cậu mất mạng, hại luôn cả Trương gia của cậu, Thẩm tông chủ. Bây giờ hãy đi lấy mạng em gái cậu ta đi. Được, tôi xem các người ai dám động đến một sợi tóc của con bé. Một trong tứ đại gia tộc Thiên Trụ. Đại tiểu thư Tô gia, Tô Ngọc đến. Hào quang của cô ta còn kinh khủng hơn cả ai đó nữa. Hậu cận của ai mà to gan như vậy, dám cản đường tôi? Tô gia là gia tộc có danh tiếng lớn trong tứ đại Thiên Trụ, sao lại đến đây chứ? Không ngờ cuộc đấu giá nhỏ bé này mà cũng thu hút được họ đến đây. Tương truyền mọi sự giàu sang đều ở Tô gia. Tô gia là nguồn gốc của sự giàu sang, sánh ngang với một nước. Hôm nay được gặp, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tô tiểu thư, cút đi. Xem ra có người giúp chúng ta xử lý Trương Vũ rồi. Để xem đã rồi hãng nói. Là phúc là họa, e rằng vẫn chưa biết. Anh chính là Trương Vũ sao? Không sai. Cô là ai? Tô đại tiểu thư cũng đến lấy cốt đế vương sao? Cốt đế vương quả thật chỉ có tứ đại Thiên Trụ mới xứng có được nó. Anh ta có cốt đế vương sao? Đây cũng coi như là một niềm vui bất ngờ. Tô tiểu thư đến đây có việc gì? Chẳng lẽ cũng là vì cốt đế vương sao? Tôi muốn anh kết hôn với tôi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Tôi đã chuẩn bị sẵn 10.000 lượng vàng, ngọc bích chất đầy xe, hơn 100 triệu tiền mặt. Chỉ cần anh đồng ý, mấy thứ này đều là của anh. Sao tôi lại không biết? Tôi còn có một vị hôn thê mà tôi chưa từng gặp mặt nhỉ. Vậy bây giờ anh thấy tôi thế nào? Anh hài lòng với tôi chứ? Cân nhắc một chút, vẻ bề ngoài thì cũng tạm được. Còn về chuyện kết hôn thì nói sau đi. Anh dám vô lễ với đại tiểu thư? Thôi bỏ đi. Thành thật mà nói, đối với tôi thì mấy người ở đây đều là những kẻ hèn nhát, không có phẩm giá. Nhưng mà tôi vẫn đánh giá anh rất cao đấy. Xứng đáng là người đàn ông của tôi. Trương Vũ, cô ta chính là quân bài cuối cùng khiến anh hôm nay kiêu ngạo đến vậy phải không? Thì ra anh đã phản bội tôi từ lâu rồi. Cũng đúng thôi, có Tô gia chống lưng cho anh, quả thật có thể giúp anh làm bất cứ chuyện gì. Khả năng đổ lỗi ngược lại này, hôm nay tôi mới học được đó. Còn về việc nói tôi phản bội cô nói mà không ngại sao? Hơn nữa, Trương Vũ tôi từ khi nào phải dựa vào người khác vậy? Cô ta là bạn gái cũ. Sợ ha? Đánh cô, sợ sẽ làm bẩn tay tôi. Nhớ cho kỹ, với thân phận và địa vị của cô, một căn cốt nhị đẳng tâm thương, một kiều gia nhỏ bé, tôi chỉ cần búng tay một cái là có thể xử cô rồi. Nhớ cho kỹ, người đàn ông của tôi, đừng nhắc đến, cũng đừng chạm vào. Được rồi, tôi đã giúp anh dọn sạch chướng ngại vật rồi đó. Có chút chuyện vặt vãnh này, tôi muốn tự mình xử lý. Còn về việc của tôi và cô, lát nữa rồi nói sau. Bọn họ sao? Cần gì phải rắc rối như vậy? Kim đan. Lại là kim đan. Ở cái thành này, nhiều nhất cũng chỉ có 2-3 kim đan. Không ngờ ai cũng chống lưng cho Trương Vũ. Có vẻ như hôm nay chúng ta phải nhận trái đắng rồi. Chuyện gì vậy? Tại sao họ không bị ảnh hưởng? Vì cô Tô đã đứng ra bảo vệ tôi. Tôi tạm tha cho cô một mạng. Nếu có lần sau. Sở Hà, mau xin lỗi anh Trương đi. Không cần đâu, tôi còn có việc riêng phải giải quyết. Các người đi trước đi. Anh Trương là vị hôn phu của tôi. Những người đang có mặt ở đây, nếu không nghe lời anh Trương thì chính là chống đối với Tô gia tôi. Hậu quả chắc tôi không cần phải nói. Tôi ở ngoài đợi anh. Thảo nào, cậu ấy có Tô gia chống lưng cho. Gia tộc lớn trong tứ đại Thiên Trụ, một tên hộ vệ nhỏ bé cũng có thể nghiền nát chúng ta. Chúng ta phải làm gì đây? Tiêu rồi, tiêu cả rồi. Cậu Trương, có phải tôi chỉ cần tự phế võ công tu vi thì sẽ không liên lụy đến gia tộc không? Trần Đường Chủ, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Tất nhiên. Được. Được thôi, tôi Trần Bình Minh, Đường Chủ Thánh Võ Đường, tình nguyện phá hủy tu vi.
Các người muốn hại gia tộc của mình sao? Tôi, Hoàng Dũng tổng quản của tụ tiên lâu, tình nguyện phế tu vi. Cậu. Tôi, môn chủ Long Môn, La Thanh Tùng, tình nguyện tự phế tu vi. Được. Tôi Thẩm Gia Thịnh, minh chủ huyết sát minh, tình nguyện tự phế tu vi tại đây. Không được. Người khác có thể, ông thì không được. Tại sao chứ? Tại sao bọn họ có thể tự phế tu vi, có thể sống, tôi lại không được? Cậu cố tình nhắm vào tôi. Chẳng lẽ cậu muốn đồng quy vu tận sao? Ông nghĩ ông có tư cách đồng quy vu tận với tôi hả? Trần Đường Chủ, Lam Môn Chủ, Hoàng Tổng Quản, chỉ có mình cậu ta. Các người sợ cái gì chứ? Có gì phải sợ? Không phải chỉ là một người có cốt đế vương thôi sao? Lại thêm kẻ yêu nghiệt đó. Chúng ta cùng nhau chiến đấu, đánh bại họ. Ông tự mà đánh đi, đừng kéo chúng tôi vào. Được, được thôi. Chỉ là Tô Gia mà đã dọa các người thành như vậy. Tôi nhìn nhầm các người rồi. Một lũ hèn nhát. Hôm nay, cho dù tôi có phải hy sinh, tôi cũng kéo theo người mà cậu yêu quý làm lá chắn cho tôi. Trong vòng 7 ngày, tôi muốn nghe tin các người tự phế tu vi, loại bỏ những đệ tử gian tà trong môn phái. Cút đi. Ngọc Vân, Tô đại tiểu thư lúc nãy, chúng tôi chưa từng gặp mặt. Anh Trương Vũ, anh không cần phải giải thích. Anh và em gái cuối cùng cũng được đoàn tụ, chắc phải có nhiều điều để nói lắm. Tôi đi trước đây. Ta đã nói rồi, ta sẽ quay lại. Tôn Thượng, đứng dậy đi. Ma Tôn, ngươi to gan lắm. Phần thân của cô ở trần gian sắp không còn trụ được, không thể ở lại lâu. Về thiên đỉnh trước đi. Vâng. Trương Vũ, anh đứng lại đó, nói đi, có chuyện gì? Trương Vũ, anh thật là mưu mô. Ngay từ đầu, lúc tôi tìm anh hủy hôn, anh đã bám lấy Tô Gia. Mục đích là để hôm nay làm nhục tôi. Giả heo ăn thịt hổ nhỉ? Không phải do cô hủy hôn trước, rồi thế khiến đám người đó lấy mạng tôi sao? Anh thừa nhận rồi đúng không? Tôi lười nói chuyện với cô, tôi còn có việc khác. Anh... Việc khác hả? Gấp leo lên giường của Tô Gia sao? Tôi thừa nhận anh đã thắng, nhưng cách anh thắng tôi, thủ đoạn thật hèn hạ. Anh thắng tôi không phải dựa vào thực lực, mà là dựa vào phụ nữ. Anh nghĩ tôi sẽ hối hận sao? Tôi nói cho anh biết, một người đàn ông dựa vào ăn bám để leo lên vị trí. Tiểu Thu Tuyết tôi, cả đời cũng kinh thường, có mắt không tròng. Anh, vị hôn phu của tôi là người cô có thể đánh sao? Với thân phận và địa vị của cô, cũng xứng khoa tay múa chân với anh ấy sao? Cái thát này chính là để cô nhớ mãi. Được thôi. Trường Vũ, những tổn thương mà tôi phải chịu hôm nay, tôi nhất định sẽ để anh nhận lại gấp ngàn lần. Bây giờ không còn ai nữa. Nói đi, mục đích kết hôn với tôi là gì? Vậy tôi sẽ nói thẳng. Tô Gia tôi, cùng người của tứ đại gia tộc Thiên Trụ, Tần Mạnh của Tần Gia, đã từng có hôn ước với tôi. Nhưng tính cách của anh ấy lại phóng túng. Thảo nào, Trương Gia đã suy tàn từ lâu, nhưng danh tiếng vẫn còn. Cô cưới tôi, có thể thoát khỏi hôn ước, còn có thể kiểm soát tôi. Cùng lúc tuyên bố ra ngoài rằng hai gia tộc lớn đang liên hôn, cũng không cần hạ thấp địa vị của mình để bị người khác chỉ trích. Kế hoạch tốt đấy. Đúng vậy, anh là người thông minh. Trương Gia đã sa sút từ lâu, cưới tôi rồi, có thể giúp anh Đông Sơn tái khởi, và tôi cũng có thể tự lo cho bản thân. Sáng mai anh cùng tôi về Tô Gia để dặn hỏi đi. Chúng ta lấy những gì chúng ta cần. Chỉ cần anh đồng ý, tôi không ngại biến giả thành thật. Những chuyện của Tô Gia các người, tôi không có hứng thú. Tài sản của Tô Gia các người, tôi cũng không coi trọng. Còn gì nữa không? Tôi phải đi trước. Trương Vũ, lẽ nào anh không muốn cứu em gái mình sao? Cô thật sự biết tin tức về em gái tôi sao? Tôi đường đường là đại tiểu thư của Tô Gia, chưa đến mức phải dùng những lời nói dối hèn hạ để lừa anh quay về. Tô Gia của tôi có một số hồn châu,
Bạch Ngọc Kinh có thể theo dõi hành tung của bất cứ ai, và Bạch Ngọc Kinh cũng là của hồi môn của tôi. Vậy nên cô muốn tôi cưới cô, đúng không? Nhưng tôi không thích nhất con gái nhà giàu. Tôi cũng không cần anh phải thích. Chúng ta lấy những gì chúng ta cần. Gia chủ Nguyễn gia, tứ đại gia tộc Thiên Trụ, lâu rồi không gặp. Hôm nay mọi người tụ tập về đây thật sự không dễ dàng gì. Nhưng sao không thấy Tần gia chủ vậy? Một dịch nhỏ như vậy sao lại phải phiền cha tôi đích thân đến đây tham dự chứ? Hôm nay ai có thể vượt qua ba bài kiểm tra này thì có thể nhận được thần khí Phương Thiên Dịch, từ đó tìm được tiên vấn đạo, một bước thăng thiên. Chuyện quan trọng như vậy vậy mà cậu lại nói là một dịch nhỏ sao? Cũng chỉ là làm cho có lệ mà thôi. Dù sao người trở thành tiên đã được định sẵn là tôi rồi mà. Cậu nói cái gì? Nguyễn Tật trưởng tử Nguyễn gia, tứ đại gia tộc Thiên Trụ, định sẵn sao? Cậu cũng tự kiêu quá rồi đó. Vội vậy sao? Tần gia chủ đã tu luyện, có cú đấm mạnh mẽ bao phủ núi sông. Sau khi Trương gia biệt vô âm tín, sức mạnh của Tần gia không ai có thể chống lại được. Quả nhiên không tầm thường. Dựa vào sức mạnh của mấy người cũng dám diễn hề ở trước mặt tôi sao? Tôi từng được nghe tay nghề nung đúc của Nguyễn gia là đệ nhất thiên hạ, đáng tiếc lại không thể làm gì được tôi, cho nên tôi chỉ có thể tự tay tiêu diệt các người. Cậu cái gì mà cậu? Với sức mạnh của Tần gia tôi muốn lấy mạng các người dễ như trở bàn tay. Cái tên rác rưởi đó đâu rồi? Sao vậy? Lần trước ra vẻ lắm mà, lần này lại không dám đến. Xem ra mắt chọn đàn ông của cô Tô tầm thường quá rồi. Ai nói tôi không dám tới? Không ngờ là cậu thực sự dám đến đây đó. Cũng được thôi, để tránh việc sau khi tôi thành tiên còn phải đi tìm cậu thêm một lần nữa. Cậu thật sự nghĩ rằng mình có thể thắng sao? Trương Vũ, anh có tư cách gì mà nói Tần thiếu gia, một kẻ dựa hơn người khác để leo lên như anh? Vậy cô thì sao? Dựa vào thân thể để đạt được mục đích hả? Trương Vũ, đây là chỗ cô có tư cách nói chuyện sao? Cũng được thôi, tôi cũng muốn dạy cho cậu một bài học nhớ đời từ lâu rồi. Bác Tần này, bắt đầu đi. Đại hội vấn đạo lần này do Tần gia chúng tôi chủ trì, có châu báu này trong tay, để tôi xem ai có thể đấu lại tôi. Người thử thách chỉ cần liên tục vượt qua ba cửa ải. Tài, sắc và quyền thì có thể sử dụng thần khí Phương Thiên Xích, kích hoạt thiên trụ, mời thần tiên trên trời giáng trần để vấn đạo. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Bây giờ thử thách bắt đầu. Tài, đạo hữu này, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Triệu Công Minh, thần tài, làm cho ngươi trở thành người giàu nhất trần đời. Ngươi có bằng lòng hay không? Đạo hữu này, chỉ cần ngươi có tiền rồi, muốn gì mà không có? Cớ gì phải chịu đựng sự ấm ức đó chứ? Muốn cái xe nào, cái nhà nào, hay là người phụ nữ trong mộng? Đều có cả. Thấy rồi chứ, ta sẽ cho ngươi hết. Chỉ cần ngươi muốn, ngươi muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Có được số tiền này rồi, còn tư tiên làm gì nữa chứ? Mau lấy đi, muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Nhiều như vậy sao? Mặc dù không đáng giá bao nhiêu, nhưng tích tiểu thành đại cũng đủ để sánh ngang với sự giàu có của mình rồi. Không đúng, mấy thứ này đều là giả tưởng, đều là ảo giác thôi. Đúng vậy, cho dù là giả tôi cũng muốn, là giả thì tôi cũng thích. Phát tài rồi, đều là của tôi hết.
Tiền này là của tôi hết. Phát tài rồi. Cũng có chút bản lĩnh đó. Vậy ta sẽ cho người gấp ngàn lần. Gấp vạn lần thì sao? Chỉ cần các người muốn. Các người muốn lấy bao nhiêu thì cứ lấy tùy thích. Mấy đĩnh vàng đĩnh bạc này đều là của các người hết. Đây không phải là mơ, đây là hiện thực đó. Thật sự có thể mang hết đi sao? Tôi phát tài rồi. Cái này giá trị bằng cả một gia tài rồi đấy. Lấy đi, lấy hết đi. Không ngờ mớ kho báu này lại có thể mang ra ngoài được. Trương Vũ, sao anh còn chưa động tâm vậy? Trong tay cậu ta đang cầm là phá ma châu. Truyền thuyết kể rằng loại bảo vật này có thể phá giải mọi hư ảo. Ngay cả thiên hạ đệ nhất luyện thần khí như chúng tôi cũng không thể tạo ra thêm một cái nữa. Không ngờ cậu ta lại có nó. Thảo nào có thể chống lại ảo cảnh này. Cửa ải đầu tiên là tai. Có nó rồi, cháu có thể nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Con đường tu tiên đã trải sẵn cho cháu rồi đó. Tiếp theo phải xem cháu đi thế nào. Chút trò vặt vãnh trẻ con này mà cũng muốn ngăn cản tôi sao? Bác ơi, cháu thấy mấy tên vô dụng này không thể vượt qua thử thách này rồi. Chi bằng bác đưa phương thiên xích cho cháu trước luôn đi. Đúng đấy bác Tần, đưa phương thiên xích cho Tần thiếu gia luôn đi. Không ai qua được cửa ải tiếp theo đâu. Gian lận, không biết xấu hổ. Cô nói gì cơ? Triệu Công Minh, người bị điếc rồi sao? Người là? Người đứng cao quá rồi đó. Không biết thiên tôn giá lâm, không thể nhanh đón từ xa. Tiểu thần đáng trách, xin thiên tôn trách phạt. Tiểu thần nguyện tự hủy 500 năm tu vi, đưa ta ra khỏi ảo cảnh. Tiểu thần tuân mệnh. Sao cậu có thể tỉnh lại? Không thể nào. Tại sao không thể? Chắc chắn cậu đã ra lận. Không sao cả, miễn các người vui là được. Chỉ là gặp may mắn thôi. Bác Tần, chúng ta tiếp tục đi. Tôi muốn xem tên vô dụng này còn có thể chịu đựng được bao lâu. Vòng thử thách thứ hai bắt đầu. Sắc. Anh trai, chúng ta về nhà thôi. Tiểu Vi, sao em lại ở đây? Em không phải bị ma tôn bắt đi rồi sao? Anh ơi, anh đang nói gì vậy? Không phải em đang ở đây sao? Để anh xem, có chỗ nào bị thương không? Tất nhiên là bị thương rồi. Anh không cứu em, em đau lòng lắm. Là anh không tốt. Chúng ta về nhà thôi. Tại sao em lại ăn mặc như vậy? Kỳ cục quá, mau đi thay đồ đi. Anh à, em mặc như vậy chính là để cho anh xem đấy. Mau đi thay đồ đi. Anh trai, cô không phải là Trương Vi, rốt cuộc cô là ai? Em ấy tuyệt đối sẽ không như vậy. Anh trai, anh đang nói gì vậy? Em nghe không hiểu gì cả. Nếu cô đã không nói, vậy thì xin lỗi. Tiểu Thu Tuyết, tại sao cô lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi?
có nhớ không? Lần đầu tiên chúng ta hẹn hò, em đã mặc chiếc váy này. Trường Vũ, thực ra em vẫn luôn muốn nói với anh, em và anh cũng không phải là không thể. Em biết trong lòng anh vẫn còn có em. Chỉ cần anh đồng ý, em có thể quay lại bất cứ lúc nào. Em biết anh đang giận em. Em đã cắm sừng anh. Bây giờ anh cũng có thể cắm sừng con nhỏ khác. Như thế nào? Ngọc Vân, Tô Ngọc, hai người sao lại? Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim châu Á. Cả hai bọn em đến đây để phục vụ anh. Chị Tô Ngọc nói đúng đấy. Trường Vũ, em và cô Lâm, rốt cuộc anh thích ai? Đúng vậy, anh Trường Vũ, anh trả lời đi, anh thích ai hơn? Vấn đề này, vậy nên anh không hề thích em. Chẳng lẽ giữa chúng ta chỉ có mối quan hệ trao đổi lợi ích sao? Chẳng lẽ anh không hề có tình cảm với em dù chỉ là một chút sao? Cô, anh Trường Vũ, anh sẽ chọn em phải không? Tôi không biết. Tại sao chứ? Chỉ vì cô ấy nói có vài câu mà anh đã mềm lòng. Em đã cùng anh trải qua bao sóng gió, anh lại chê bai em tư chất tầm thường, tu vi thấp kém. Chẳng lẽ chỉ có quyền lực và tiền bạc mới có thể thu hút anh? Trường Vũ, sao anh lại không nói gì? Anh Trường Vũ, anh nói gì đi. Vậy là thật sự không phải là em sao? Trường Vũ, em nhất định sẽ không làm anh thất vọng. Tiền bạc, quyền lực và em đều là của anh. Anh Trường Vũ, hai bọn em, rốt cuộc anh chọn ai? Đủ rồi. Tôi biết đây là giấc mơ, không phải hiện thực. Chuyện tình cảm trai gái tôi chưa bao giờ nghĩ tới, bởi vì tôi còn có việc quan trọng hơn. Đợi sau khi tôi cứu được Trương Vi, tôi hứa với hai người, tôi sẽ cho hai người một câu trả lời rõ ràng. Tên rác rưởi này cũng có thể tỉnh lại sao? Sao rồi? Chơi vui không? Đúng rồi, quên nói với cậu, trong ảo cảnh vừa rồi của tôi, em gái của cậu cũng có ở đó. Rất mướt. Tôi đổi ý rồi. Chỉ cần cậu giống bọn họ vậy, tự phế tu vi, tôi có thể xem xét tha cho cậu một lần. Nếu không thì cậu sẽ có kết cục như Thẩm Gia Thịnh. Trường Vũ, hình như cậu quên mất thân phận của mình là gì rồi. Chỉ dựa vào mấy tên rác rưởi này, cậu chẳng qua chỉ là dựa vào thế lực của Tô gia để khiến đám tiểu nhân này buộc phải khuất phục. Có gì đáng khoe khoang hả? Tần gia chúng tôi là thiên hạ đệ nhất. Để tôi xem, cậu lấy gì để đấu với tôi? Dựa vào trời đây. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim châu Á. Hóa ra cậu muốn tranh giành tư cách vấn đạo với tôi, trở thành tiên để báo thù. Cậu mơ mộng viển vông quá rồi. Tu vi như vậy, cậu cũng xứng nhận được sự yêu mến của Bạch Ngọc Kinh sao? Tuổi trẻ ngông cuồng không phải là chuyện tốt. Con trai, cha, con thất bại rồi. Đồ vô dụng. Nguyễn gia chúng ta có bao nhiêu người đẹp, con chưa từng thấy qua sao? Vô dụng, mau cút về đi, đừng đứng trướng mắt ở đây nữa. Cậu Nguyễn, giá như cậu nói với tôi từ sớm là cậu thích phụ nữ, Tần Mạnh tôi sẽ sắp xếp cho cậu vài người. Tần Mạnh, ý cậu là sao? Không có ý gì, chỉ đơn thuần là thấy ông không được vui,
tôi sẽ khiến ông mất mặt. Ngay tại bái kiếm sơn trang của Nguyễn gia ông, ông có thể làm gì tôi chứ? Tần Mạnh, hỗn sược, làm sao? Một đám vô dụng, cậu sẽ phải trả giá cho lời nói và hành động của mình. Nào, thử thách cuối cùng bắt đầu. Mời hai vị vào vị trí. Quyền. Trương Vũ, đã lâu không gặp. Nơi này từng là thiên cung của ngươi, bây giờ là của bổn tôn rồi. Trương Vĩ đâu? Mau giao ra đây. Đừng có vội như thế. Bây giờ nơi này đã bị ta phong tỏa, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra ở đây. Ngươi có biết không, để tất cả các ngươi có thể tụ tập tại đại hội vấn đạo này, ta đã phải tốn rất nhiều công sức đấy. Hóa ra tất cả đều là âm mưu của ngươi. Đúng vậy, tất cả đều là âm mưu của ta đó. Có còn nhớ lúc đầu ngươi đã hành hung ma tộc bọn ta thế nào không? Hôm nay ta sẽ lấy mạng tất cả người tu luyện ở nhân gian, dọn sạch Bạch Ngọc Kinh. Ta sẽ tiêu diệt hết bọn thần tiên trong thiên hạ. Thả Trương Vĩ ra, nếu không ta sẽ không tha cho người đâu. Trương Vũ, ta khuyên ngươi đừng lo chuyện bao đồng nữa. Có khi ta sẽ cho ngươi sống thêm vài ngày nữa, để ngươi có thời gian ở bên muội muội của mình. Nếu không, hôm nay ta sẽ lấy mạng cô ta. Ăn nói ngông cuồng. Từ lúc ta lên làm thiên tôn, đã lập nên lời thề sẽ bảo vệ chúng sinh. Thiên hạ này ta sẽ gánh vác. Ta cũng sẽ cứu Trương Vi, còn ma tộc các ngươi ta sẽ diệt sạch. Được thôi, đến đây đi. Anh Trương Vũ, cậu ta vừa mới đi ra từ mộng cảnh, vừa mới vào chưa được bao lâu lại có thể dễ dàng thông qua như vậy. Chỉ cần người đầu tiên xin tiên vấn đạo, có được tiên duyên, Tô gia tôi không những được bảo vệ, mà cả cậu ta cũng thành thần tiên hạ phàm, cũng coi như là đạt được một thành công lớn. Đây chính là Phương Thiên Xích. Cũng đâu có gì đặc biệt đâu. Nhìn có vẻ trang trọng đơn giản, nhưng lại không phủ phiếm, ẩn chứa linh lực. Đó chính là báu vật thời thượng cổ. Lâu rồi không gặp, người bạn già. Dừng tay. Trận đấu vẫn chưa kết thúc. Cho dù cậu là người thoát ra đầu tiên, cũng không có quyền chạm vào nó. Đại hội vấn đạo trước giờ chưa từng có quy tắc như vậy. Hơn nữa, tôi có việc quan trọng hơn phải làm. Chuyện gì lại quan trọng đến thế? Chuyện này liên quan đến chúng sinh. Vớ vẩn, tôi xem ai dám động vào. Ma tôn đang đến rồi, tôi không có thời gian nói chuyện với mấy người. Đã không kịp nữa rồi. Nếu không có sức mạnh của Phương Thiên Xích, ta chắc chắn không thể tái sinh. Bị lừa rồi. Bái kiến ma tôn. Bác, hóa ra bác là kẻ phản bội. Thật là ngu ngốc. Mấy chục năm nay Tần gia cháu đối xử với bác đâu có tệ. Đúng vậy, nhưng so với việc được quản lý mọi chuyện ở tiên giới, làm sao bác có thể không suy nghĩ đến chứ? Bác, ma tôn, nếu ngươi đã đến đây rồi, thì chúng ta hãy chấm dứt ở đây đi. Cốt đế vương? Sao cậu ta lại có cốt đế vương? Sao tôi lại không biết? Thiên tử kiếm. Được, hay lắm. Vậy mới thú vị chứ. Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi.
Nếu ngươi cứ cố chấp như vậy, sẽ khiến thiên trụ sụp đổ, linh khí của Trương gia cũng tan biến. Ngươi điên rồi sao? Vì trận chiến này với ngươi, ta mặc kệ. Vì Trương Vi, vì chúng sinh khắp thiên hạ, hôm nay ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Ngươi muốn làm gì? Chỉ cần một nhát kiếm của Trương Vũ ta, có thể rời non lấp biển, hái sao, bắt quỷ, phục ma, xạ thần, diệt thần, khai thiên. Chuyển thành thất bảo chiến giáp, tay phải cầm tháp. Lý Tĩnh, Hạ Phàm, đây là Thiên Tôn. Thiên Tôn gọi ta, nhưng mà không thể không có ai ở đây trông chừng. Trước giờ ta chưa hạ phàm, hãy để ta đi cứu ngài ấy. Tôn Thượng, ta đã khiến hắn trọng thương, tiếp theo giao lại cho ngươi. Vâng. Luyện hóa. Không, tu vi của ta. Ngươi nghĩ chuyện đến đây là kết thúc sao? Nếu đã như vậy, ta sẽ không nương tay với muội muội của ngươi đâu. Thiên Tôn, thần phân thân Hạ Phàm không thể ở lại quá lâu, xin Thiên Tôn thứ tội. Không sao, chuyện xảy ra hôm nay thuộc hạ đã biết rồi, chắc chắn sẽ xử lý nghiêm khắc. Được rồi, Ma Tôn vẫn chưa tận diệt, vẫn chưa tìm ra em gái ta, ta có nhiều việc phải làm lắm. Ngươi đi trước đi. Vâng. Đây là đại chiến tiên giới sao? Một trận chiến cũng có thể hủy diệt cả trời đất. Gia chủ Tô gia, tôi đã thắng trận này. Tô gia các người đã được an toàn. Đừng quên những gì đã hứa với tôi. Ngày mai tôi sẽ đích thân tới Tô gia lấy định hồn châu. Được. Không được, mọi người đừng để tên tiểu nhân này lừa gạt. Cậu ta vốn dĩ không phải là Thiên Tôn, cậu ta là kẻ giả mạo. Người thực sự đánh bại Ma Tôn là Thác Tháp Thiên Vương, nhưng bọn họ là do Trương Vũ triệu đến, không có liên quan gì đến cậu ta cả. Phượng Thiên Xích chính là thần khí có thể liên thông giữa đất và trời. Cậu ta chỉ gặp may mà thôi. Công lao lớn nhất lần này là của Tần gia tôi. Hèn hạ, bị ổi. Người bị ổi phải là Trương Vũ trước, vậy mà dám lừa gạt mọi người, trở thành anh hùng trong lòng mọi người. Các vị hãy nghĩ đi, có phải những gì Tần thiếu gia nói có lý hơn không? Cho nên công lao chống lại Ma Tôn lần này ít nhất là thuộc về các gia tộc chúng ta, làm sao có thể để cậu ta độc chiếm được? Đúng vậy, công lao lần này chính là của tất cả chúng ta. Nếu không có chúng ta kéo dài thời gian, thì sao có thể đợi đến khi Thác Tháp Thiên Vương đến chứ? Đúng vậy, hơn nữa Thác Tháp Thiên Vương chắc chắn là do Tần thiếu gia gọi đến. Thế nên công lao chống lại Ma Tôn lần này, Tần gia tôi có công lớn nhất. Vào ngày mai, tôi sẽ tổ chức tiệc mừng cho tất cả mọi người tại khách sạn Đế Đô. Cực kỳ vô liêm sỉ. Nếu không phải Tần gia các người xuất hiện kẻ phản bội, thì sao chúng tôi gặp nguy hiểm được? Tần gia anh, chẳng lẽ không có trách nhiệm trong việc này sao? Trách nhiệm sao? Tần gia tôi chính là ân nhân của Tô gia các người. Đúng rồi, tôi quên nói với mọi người, tại lễ ăn mừng công lao ngày mai, tôi muốn cùng với tiểu thư Tô Ngọc của Tô gia đính hôn. Tô gia muốn đính hôn với Tần gia sao? Tô gia chủ, tại sao chưa từng nghe ông nói qua? Tô gia chủ, ông nói đi. Cha, con không muốn. Được. Cha ơi, biết tại sao mọi người không ai phản đối không? Bởi vì Tần gia tôi bây giờ vẫn là đệ nhất thiên hạ. Buổi tối hôm nay, ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ, đợi tôi trên giường. Lưu Manh, đúng rồi, ông Tô Hiệp, khi đưa của hồi môn, nhớ mang theo báu vật định hồn châu của Tô gia các người. Ngày mai tại bữa tiệc, tôi sẽ khiến mọi người mở mang tầm mắt. Được. Trường Vũ, có chuyện rồi. Lâm Ngọc Vân bị Tần Mạnh bắt cóc rồi. Cái gì? Lâm Ngọc Vân bị Tần Mạnh bắt cóc sao? Đúng vậy, bị bắt vào tối nay, chính là lúc bữa tiệc bắt đầu, chiếm lấy đồ vật của tôi, những kẻ bắt nạt tôi. Trước đây tôi không để ý, nhưng giờ cậu ta lại đụng vào giới hạn của tôi. 100 vạn thiên binh thiên tướng, bát bộ thiên long, cửu thiên huyền nữ,
thập phương thần chi, 180 tinh tú, tất cả hạ phàm. Hôm nay, Thanh Trừng. Thiên Tôn triệu hồi gấp, chúng ta hạ phàm, tất cả mọi người, phân thân hạ phàm, bằng bất kỳ giá nào. Thiên Tôn triệu hồi gấp như vậy, xem ra là có người đâm thủng trời rồi. Mọi người, phân thân theo ta hạ phàm. Các vị, chào mừng đến với bữa tiệc ăn mừng lần này. Và hôm nay cũng là tiệc đính hôn của Tần Mạnh tôi. Vật kế bên tôi đây là báu vật gia truyền của Tô gia, Định Hồn Châu. Tô gia chủ, lần này ông đã thông suốt rồi đó. Tần thiếu gia cứ nói đùa, con gái tôi có thể cưới cậu, đó là phúc phận mà con bé có được. Chứ sao, Tần gia tôi bây giờ là gia tộc đứng đầu của tứ đại thiên chủ. Tiểu Ngọc gả cho tôi sẽ không ngược đãi cô ấy đâu. Các vị, tục ngữ có câu, rượu ngon với người đẹp. Tôi sợ mọi người sẽ cụt hứng, cho nên đã chuẩn bị cho mọi người một người đẹp tuyệt trần, cho mọi người chơi đùa. Người phụ nữ này, tôi đã giúp mọi người xác định thân phận, là hàng nguyên tem. Nếu mọi người trong đây có ai thích thì có thể đưa cô ấy đi ngay. Được. Để tôi xem ai dám. Xem ai đến kia. Làm sao? Nhìn thấy người thân yêu của mình đang đau khổ ở đây, lo rồi sao? Tần Mạnh, tôi đã nhịn cậu hết lần này đến lần khác, nhưng không ngờ cậu lại không biết tốt xấu là gì. Người không biết tốt xấu là cậu đó. Đầu tiên là ngăn tôi lấy vợ, sau đó lại cản đường thành tiên của tôi. Cậu có thể sống đến bây giờ mà còn không biết quỳ gối dập đầu cảm ơn tôi. Cái tên phế vật như cậu, bây giờ người phụ nữ của cậu đã bị tôi dẫm đạp dưới chân, cậu có thể làm gì chứ? Tô Ngọc, cô còn đứng đó làm gì nữa? Nhanh lao đến vòng tay tôi. Cô đã thấy chưa? Viên Định Hồn Châu này do chính tay cha cô tặng cho tôi. Tô Ngọc, nhanh lên đó đi. Cha, người con muốn cưới là Trương Vũ, không phải Tần Mạnh. Tô Hiệp, chuyện này Tần thiếu gia, chờ một chút. Kết hôn với Tần thiếu gia có gì không tốt? Đây là phước đức con tu 8 đời mới có được, con có biết không? Con nghĩ là Tô gia hiện tại có thể chống lại Tần gia không? Tô gia đã không còn sức chống cự nào nữa rồi. Còn nữa, Trương Vũ đằng kia, cho dù cậu ta có cốt đế vương, vậy thì có ích gì chứ? Chỉ với thu vi thì trúc cơ, sau này có thể làm gì được? Cậu ta có thể bảo vệ Tô gia chúng ta không? Vậy cha nghĩ ở Bái Kiếm Sơn Trang, người bảo vệ Tô gia là ai? Cha thân là gia chủ mà sao lại không giữ lời thế chứ? Cái con tiểu nha đầu thối này, ông còn xứng đáng làm cha sao? Tên phế vật cậu, nói về tiền bạc quyền và thế, làm sao có thể so bì với Tần gia? Cậu hãy nhìn xem những người ngồi ở đây, cậu có thể so bì được với ai? Cậu đúng là đồ phế vật. Tô Hiệp, ông đừng quên là ai đã cứu ông. Cũng đừng quên ông đã hứa gì với tôi. Cậu vẫn cứ giáp vàng lên mặt khoe khoang vậy sao? Cậu có thể hỏi các vị đang ngồi ở đây, có ai nghĩ rằng là cậu đã cứu chúng tôi không? Đây đều là công lao của Tần gia tôi. Nếu không phải Tần gia tôi và các vị gia chủ đây, làm sao cậu có thể lấy được Phương Thiên Xích chứ? Phải đó, chính xác mà nói là chúng tôi tự mình cứu mình. Trường Vũ, cậu làm được gì chứ? Đúng đấy, cậu chẳng qua chỉ là được động vào Phương Thiên Xích thôi. Đây căn bản là tận dụng cơ hội. Cho nên mấy người muốn nuốt lời sao? Tốt lắm, cậu không đủ năng lực, tức giận thì có ích gì? Sao cậu không dành chút thời gian lắng đọng bản thân lại cho thật tốt? Cậu là con già trong bộ bài tú lơ khơ, nhưng ở Giang Thành này cậu không là cái thá gì cả. Hoặc là mau cút đi, hoặc là nán lại một chút nhìn tôi, một mũi tên trúng hai con nhạn. Tôi nói lại lần cuối, thả Lâm Ngọc Vân ra, giao ra Định Hồn Châu, tôi sẽ tha cho mấy người con đường sống. Cậu muốn xem Định Hồn Châu thì phải coi mọi người có cho hay không, phải không cha vợ? Phải. Định Hồn Châu này vốn dĩ là của Tô gia tôi, tặng cho con rể quý. Cậu không xứng. Tô Hiệp,
Trước đây tôi kính trọng ông, gọi ông một tiếng Tô gia chủ. Bây giờ, đến ông cũng muốn lật lọng phải không? Ông đừng quên những gì ông nói với tôi khi ở nhà ông. Cậu nói gì vậy? Đó là tự cậu cho mình thông minh. Cậu hiểu lầm ý tôi rồi. Vậy mấy người không ức hiếp Trương gia tôi sao? Nếu đã như vậy, vậy mọi chuyện đều miễn bàn. Còn chờ gì nữa? Trong vòng 10 phút, thần tiên trên trời đều tập hợp đến nhân gian. Truyền âm cho thần tiên trên trời sao? Cậu lấy tư cách gì mà liên lạc với thượng tiên chứ? Muốn diễn kịch thì diễn cho thật chút đi. Giả tạo quá đấy. Bản thân cậu không có tư cách để xuất hiện ở đây. Nhưng hôm nay bổn thiếu gia đây tâm trạng đang tốt, ban phát từ bi sắp xếp cho cậu một chỗ để ngồi. Có thấy không? Bên đó còn thiếu một con chó canh cửa đấy. Cậu đấy, hôm nay nhặt cơm trong thùng rác ở ngay cửa để ăn đi. Hiểu chưa? Trương Vũ, tần thiếu gia đối đãi với anh như vậy, nếu tôi là anh thì đã dập đầu tạ ơn rồi. Thứ rác rưởi Lâm Ngọc Vân này cũng chỉ xứng đứng kế bên thùng rác ngoài cửa thôi. Vị trí của cậu tốt lắm đấy, xem cho kỹ. Anh Trương Vũ, anh mau đi đi. Yên tâm đi, hôm nay không ai dám động vào cô đâu. Trương Vũ, đây là vị trí của gia thế hàng đầu. Cút đi cho tôi, chỗ của gia thế hàng đầu. Vậy thì tôi ngồi sai rồi. Trương Vũ, đây là chỗ của gia tộc Thiên Trụ chúng tôi. Cậu không xứng ngồi đó. Cậu cũng ở đây sao? Tôi cứ tưởng sau khi cậu bị Tần Mạnh phế đi sẽ tìm hắn để trả thù chứ. Không ngờ hôm nay cũng thành một cái đuôi chó đáng thương. Cậu, Trương Vũ, Nguyễn gia tôi dù sao cũng là một trong những gia tộc tứ đại thiên trụ, quyền thế ngút trời, danh tiếng vang xa. Cậu vậy mà dám sỉ nhục tôi như thế. Nguyễn gia mấy người là một trong bốn tứ đại gia tộc, Trương gia tôi thì không phải sao? Trương gia tôi cũng đã từng đứng đầu trong tứ đại gia tộc. Ba gia tộc của mấy người đã nhận được bao nhiêu ân huệ của Trương gia chúng tôi mới có thành tựu như ngày hôm nay. Mấy người không biết ơn sao? Còn nữa, ai nói tôi muốn ngồi ở đây? Cậu muốn làm gì vậy? Hôm nay còn một nội dung nữa. Thanh Trừng. Thanh Trừng sao? Cậu dựa vào gì mà đòi Thanh Trừng chúng tôi? Xem ra là Trương gia tôi yên lặng quá lâu. Mấy người đều không phân biệt được đâu là lớn nhỏ. Nhưng mọi thứ mấy người làm ở đây, từng chuyện một, tôi đều nhớ rất rõ. Nhớ thì sao? Phía sau tôi cao thủ nhiều vô số, hàng trăm hàng ngàn đấy. Bất cứ ai cũng có thể dễ dàng làm cho cậu tan thành mây khói. Trương Vũ, anh mau xuống đi. Cô còn cầu xin giúp hắn. Nên nhớ, cô là người của tôi, cô là người của ông đây. Trương Vũ, cậu xem cậu có sức hút lớn thế nào mới có thể khiến cô ta bảo vệ cậu như vậy. Bây giờ quỳ xuống dập đầu tạ lỗi tôi đi. Tôi có thể cân nhắc về việc đánh gãy tứ chi của hắn, tha cho hắn một mạng. Cô cũng biết đấy, chỉ cần tối nay tôi ra tay, hắn nhất định không được sống. Tự cô chọn đi. Ngọc Nhi, con mau quỳ xuống xin lỗi Tần thiếu gia đi. Con không thể ngỗ nghịch với chồng con được. Cha vợ, không cần. Con người tôi khá là thích những người phụ nữ chủ động. Quỳ đi. Mau quỳ xuống. Quỳ. Để tôi xem ai dám bắt cô ấy quỳ. Cậu ở đây giả vờ gì chứ? Xem tôi hôm nay sẽ phế cậu đây. Tôi xem ai dám. Diêm Vương, thống soái địa phủ. Mấy người là ai? Người xem mấy người trong gia tộc của ngươi được dạy dỗ tốt quá nhỉ. Áp bức, hà hiếp, một cái cũng không thiếu. Lão tổ Nguyễn gia, tứ đại gia tộc Thiên Trụ. Lão tổ Tô gia, tứ đại gia tộc Thiên Trụ. Không phải ngươi nên cho ta một lời giải thích sao? Thưa tôn thượng, là do thuộc hạ không làm tròn bổn phận, gần đây bận rộn với những việc ở bên trên,
nên đã sao nhãng chuyện ở dòng tộc. Vậy người dạy dỗ họ đi, ta sẽ ở đây xem. Hai người đang tự biên tự diễn cái gì vậy? Còn lão tổ Nguyễn gia cái gì chứ? Lão tổ Nguyễn gia nhà chúng tôi đã trở thành một bức tranh ở tổ sư đường từ lâu rồi. Trường Vũ, cậu không dọa được tôi đâu. Đồ hỗn láo, dám nói lão phù đã toi đời rồi sao? Cái tát này là vì ngươi không biết trời cao đất dày. Ông già này, tôi liều mạng với ông. Sao vậy? Bây giờ ngươi mới bao nhiêu tuổi chứ mà cũng dám ra tay với bức bích họa trong tổ sư đường hả? Cha ơi, cứu con. Dừng tay. Nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Sao vậy? Bây giờ ta đánh thằng nhỏ xong rồi thì thằng già lại muốn đến sao? Cuối cùng ta đã hiểu thế nào là con hư tại cha rồi. Đồ cặn bã. Ông có biết đại năng của Nguyễn gia chúng tôi không? Là cao thủ kỳ kim đan đó. Nếu ông không thả tôi ra, hôm nay tôi sẽ lấy mạng ông. Tiểu tử, hôm nay ta sẽ chữa khỏi tính bướng bỉnh này của ngươi. Tiểu tử, mong là ngươi sẽ nhớ kỹ một chút. Tôn thượng, không biết xử lý như vậy ngươi có hài lòng hay không? Bỏ đi. Xem ra cậu ta bị phế rồi. Vẫn nguyện ý làm cái đuôi của hắn. Cũng rất trung thành đó. Cút đi. Con trai, con sao rồi? Con phế rồi, con bị phế rồi. Cha, trả thù cho con đi. Không thể cho qua như vậy được. Xem ra các ngươi vẫn không nhớ kỹ bài học nhỉ. Cha ơi. Phim được dịch, Thuyết Minh và Lồng. Giữ lại một thân tu vi này cho ngươi cũng vô dụng thôi. Chi bằng cứ phế nó đi. Cùng lắm thì Nguyễn gia ta từ đây trở đi không còn ai phi thăng nữa mà thôi. Đệ tử của Nguyễn gia còn không mau quỳ xuống. Không thể quỳ. Chắc chắn là ông ta đang phô trương thanh thế thôi. Xem ra hôm nay cậu đã có sự chuẩn bị rồi nhỉ. Nhưng mà kết cục của cậu đã định trước là không thể thay đổi rồi. Vẫn còn già mồm sao? Tần thiếu gia, cậu phải đòi lại công bằng cho chúng tôi. Tất nhiên rồi, ngay cả một con chó tôi nuôi tôi cũng sẽ giúp nó làm chủ. Huống chi là những người đi theo tôi chứ. Trường Vũ, cậu cũng chỉ dám bắt nạt họ thôi. Cậu muốn tính sổ sao? Cậu thực sự cho rằng cậu có cái bản lĩnh đó sao? Tần thiếu gia, nào, để tôi lấy mạng cậu ta cho. Để tôi đi cho. Không cần đâu, đích thân tôi sẽ ra tay. Tới đi. Người trẻ tuổi ở trước mặt Diêm Vương ta quá yếu đuối rồi đi. Tần Mạnh, cho cậu cơ hội mà cậu cũng không biết tận dụng. Đừng có đắc ý quá sớm. Nếu lúc nãy tôi dùng hết sức lực thì bây giờ cậu nhất định đã tan thành mây khói rồi. Chỉ là tôi muốn tha cho cậu một mạng mà thôi. Cậu có thể nói ra mấy lời như vậy, đúng là nói khoác không biết ngượng. Nói khoác không biết ngượng sao? Phóng tầm mắt ra khắp thiên hạ này, có cảnh giới của ai có thể so tài cao thấp với tôi không? Giới tiên nhân thì tôi chính là vô địch. Giới tiên nhân sao? Cậu còn có mặt mũi mà nói thế sao? Nực cười thật đó. Nhưng nếu như nói tôi là người trên cả tiên nhân thì sao? Vớ vẩn. Cậu sẽ không cho rằng bản thân tìm được vài trợ thủ là có thể khoác lác được rồi đúng chứ? Trên cả tiên nhân sao? Thiên hạ vô địch thì chỉ có thiên tôn thôi. Không sai, chỉ có duy nhất thiên tôn mới có thể nhìn xuống và kiểm soát thiên hạ, nhìn chúng sinh như cỏ rác. Người như cậu cũng xứng để so với ngài ấy sao? Cậu chẳng qua chỉ là tìm được vài tên trợ thủ biết đánh mà thôi. Cáo mượn oai hùng, cậu là cái thá gì chứ? Vậy nếu như nói tôi chính là thiên tôn thì sao? Tiếp tục giả vờ đi. Tần thiếu gia, tôi sẵn sàng giúp anh diệt trừ cái tên đại nghịch bất đạo này. Tôi cũng sẵn sàng giúp. Cậu nghĩ cho kỹ đi. Vừa rồi tôi chưa dùng hết sức lực, nhưng lần này thì cậu không may mắn như vậy đâu. Cậu cứ thử đi xem sao. Đừng mà. Trường Vũ, hiện tại anh ta đã là cao thủ kim đan nửa bước thành tiên rồi, không ai có thể đánh bại anh ta được đâu. Tần thiếu gia, đều là lỗi của tôi. Anh tha cho anh ấy đi. Tôi cũng đồng ý gả cho anh. Phim được dịch, Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim châu Á. Không phải cô giả vờ thanh cao sao? Không phải là đang giả vờ trong sáng với tôi? Không phải là đang cố tình tránh mặt tôi sao? Không phải bây giờ vẫn phải quỳ ở đây cầu xin tôi sao? Vậy bây giờ anh có thể tha cho anh ấy chưa?
Không thể nào đâu. Tại sao? Tô Ngọc, cô cho rằng tôi thực sự thích cô sao? Tô ra mấy người trong mắt tôi chả là cái thá gì cả. Theo đuổi cô chỉ là vì thỏa mãn chút mong muốn chinh phục của tôi thôi. Bây giờ tôi chinh phục được cô rồi, vậy nên bây giờ cô chẳng đáng một xu nào cả. Cha ơi, cứu anh ấy đi. Ngu ngốc, chúng ta cớ gì phải vì mớ rắc rối này mà động vào cậu ta chứ? Nếu như liên lụy đến Tô gia, đến tính mạng của Tô gia rồi, con có thể chịu trách nhiệm về việc này không? Cha chỉ là giả tạo mà thôi. Tức quá đi thôi. Con xem đi, Tần thiếu gia cũng sắp tức điên lên rồi. Con mau xin lỗi đi, nếu không thì cha sẽ coi như không có đứa con gái là con nữa. Chuyện này liên quan đến mạng người đó, tôi van xin anh hãy tha cho anh ấy đi. Tôi chính là muốn lấy mạng đó. Ngu ngốc. Anh, đi theo cha. Xem ra Tô gia mấy người cũng không tốt lành hơn Nguyễn gia là bao. Xin tôn thượng, thứ lỗi. Ta muốn xem kết quả. Ông là ai? Ta là tổ tiên của ngươi. Đối với con gái của mình mà còn như vậy, ngươi còn là người không? Hôm nay ta sẽ để cho ngươi ghi nhớ mãi. Cha, nếu như lại để ta thấy Tô gia làm xăng làm bậy giống như thế này, lần sau sẽ không đơn giản như vậy đâu. Người trợ giúp mà cậu dẫn đến lần này có chút lợi hại đấy, nhưng mà vẫn chưa đủ. Chưa đủ. Chẳng lẽ cậu ấy thật sự mạnh đến mức này sao? Khoảng cách thành tiên chỉ kém một bước, còn chưa đến 30 tuổi đã có chút hiểu biết về đạo. Có lẽ đến 30 tuổi đã có thể trở thành tiên nhân rồi. Báo thù phải dựa vào con rồi. Làm sao có thể? Tôi sẽ không để cậu sống. Không được. Cánh tay còn lại của cậu tôi cũng lấy luôn đây. Về hai cánh tay của cậu đủ để chặn con đường tu tiên của cậu. Đây chính là hình phạt hôm nay tôi dành cho cậu. Làm sao có thể vậy? Tôi đã sắp trở thành tiên nhân đỉnh cao của kim đan. Trên đời này không ai có thể sánh được. Mất đi cánh tay, tiêu hao tu vi, con đường thành tiên của tôi không. Nếu đã như vậy, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Các vị, hãy theo tôi. Các vị có mặt ở đây đều là những người mạnh nhất trong thời đại này. Cậu đã xúc phạm tôi, tương đương với việc mạo phạm mọi người. Vậy thì còn gì phải sợ? Một mình tôi cũng đủ chấn áp. Vậy cậu thử xem. Được thôi, tôi từng nói, những người có mặt ở đây làm qua mỗi một việc tôi đều nhớ rõ. Các người không ai có thể thoát được. Chúng tôi vô địch thiên hạ, không có đối thủ. Đâu giống cậu chỉ biết khoe khoang. Nếu không phải cậu may mắn, làm sao có thể làm Triệu thiếu gia bị thương chứ? Đến bây giờ các người vẫn còn la liếm Tần Mạnh sao? Các người có thể hỏi cậu ấy, tu vi bây giờ của cậu ấy nhiều nhất không qua kỳ trúc cơ. Gia tộc nào trước đây từng bị cậu ấy chấn áp, bây giờ đều có thể tìm cậu ấy để báo thù. Tôi đảm bảo cậu ấy không có sức chống trả. Mọi người thật sự nghĩ chỉ là một kỳ trúc cơ có thể làm tổn thương tôi sao? Thực ra đây chỉ là một bài khảo hạch mà thôi. Tôi chỉ muốn xem sau khi tôi bị thương có bao nhiêu người thực sự giúp tôi, có bao nhiêu người muốn lợi dụng khi tôi bị thương báo thù tôi. Nếu mọi người không tin, vậy tôi sẽ đứng đây. Mọi người cứ đứng đi. Khẩu khí lớn như vậy, Tần công tử nhất định không sao. Đúng vậy, chắc chắn là Trương Vũ nói nhảm, còn muốn xúi giục chúng ta. Đã nói rồi, đây là bài kiểm tra mà Tần công tử thử chúng ta. Để tôi trước, chỉ là chút sức lực cuối cùng trước khi bỏ mạng cũng có thể làm các người rút lui. Chỉ với bọn hèn nhát các người còn dám tự xưng là danh môn chính phái, toàn lũ vô dụng. Cậu dám sỉ nhục chúng tôi? Không phải nói cậu, ý tôi nói những người ở đây đều là rác rưởi. Trương Vũ Anh, Tô Ngọc, tôi biết cô đang giúp tôi, nhưng thực ra có vài điều dù tôi có nói cô cũng không tin. Cô không cần phải khom lưng cúi đầu vì tôi, bởi vì tôi chính là Thiên Tôn. Cậu là Thiên Tôn, tôi chính là ba của Thiên Tôn. Vậy còn tôi hy vọng một lát nữa
Cậu còn có thể nói những lời cứng rắn như vậy? Khoe khoang thì ai mà không biết. Địa ngục không có cửa, các người tự đến nộp mạng. Vậy thì đến thử xem. Mọi người lên đi. Lần này ai có thể làm tôi hài lòng, Tần gia chúng tôi sẽ hợp tác vĩnh viễn với người đó. Tên vô dụng này, sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Chẳng lẽ cậu ta giả vờ? Không đúng, rõ ràng cậu ta chỉ có tu vi của phí trúc cơ, làm sao có thể đánh mình bị thương? Có lẽ bị thương lúc chiến đấu với Ma Tôn, nhưng không sao. Bên trong nhiều người như vậy, còn sợ không xử được cậu sao? Để xem cậu làm thế nào. Nhanh như vậy đã không có động tĩnh rồi. Tôi còn tưởng Trương Vũ cậu có vũ khí bí mật gì chứ. Hóa ra cậu cũng chỉ là tên vô dụng, ngay cả một phút cũng không trụ nổi. Sao lại là cậu? Có bất ngờ không? Cậu, rốt cuộc cậu là ai vậy? Thiên Tôn? Không thể nào. Chắc chắn không thể nào. Cậu làm sao có thể là Thiên Tôn? Thiên Tôn là người đứng đầu tất cả, được chúng sinh ngưỡng mộ. Tu vi trúc cơ yếu kém như cậu chẳng là cái thá gì. Vậy bây giờ cậu cảm nhận một lần nữa tu vi của tôi đi. Tại sao tôi không cảm nhận được tu vi của cậu? Không, không phải là cậu không có tu vi, là linh lực của cậu bao phủ lên vạn vật của thế gian này. Làm sao có thể như vậy? Bây giờ đã biết sự khác biệt giữa tôi và cậu rồi nhỉ? Tôi chính là Thiên Tôn, đứng trên tiên nhân, trên trời dưới đất. Tôi là người tôn quý nhất, sao có thể là cậu? Bây giờ là lúc tính sổ. Cái người vừa nãy chế nhạo tôi, bị tôi chặt đứt một tay. Còn kẻ nói tôi không xứng ngồi vào vị trí này, bị tôi phế đi hai chân. Thêm một tên cũng hồ theo, tôi liền cắt lưỡi của hắn. Cậu nghĩ cậu sẽ thế nào? Tôi không biết nữa. Tôi biết đấy. Tôi sẽ đếm cho cậu nghe. Thứ nhất, quen thói bắt nạt, coi thường luật pháp, tính cậu một cánh tay. Thứ hai, ham mê sắc dục, náo loạn thiên hạ, cực kỳ kiêu ngạo, tính thêm cho cậu một cánh tay. Thứ ba, sát tâm quá lớn, muốn đuổi cùng diệt tận người khác. Tôi sẽ phế hai chân của cậu. Thứ tư, ăn nói bừa bãi, cái này phải dùng miệng để trả lại. Thứ năm, bắt nạt kẻ yếu, cái này ăn miếng trả miếng. Thứ sáu là không nên động đến người của tôi, đây là tội không thể tha, chính tay bản Thiên Tôn ra tay trừng phạt, cho dù thiên đạo cũng phải nhượng bộ. Bái kiến Thiên Tôn. Bây giờ tôi nói tôi là Thiên Tôn, cậu có tin không? Trước đây tôi thấy cậu tài năng hơn người, vốn định tha cho cậu một mạng, nhưng tất cả đã muộn rồi. Bởi vì hôm nay tôi đã nói là tính sổ. Bây giờ các người còn ai có ý kiến không? Còn ai có ý kiến với việc tôi ngồi lên vị trí này không? Vậy tại sao thấy bổn tôn lại không hành lễ? Bái kiến Thiên Tôn. Từ nay về sau, Trương gia sẽ mãi mãi là gia tộc đứng đầu của tứ đại thiên chủ, địa vị không thể bị lung lay. Đứng lên đi. Anh ấy vậy mà thật sự là Thiên Tôn. Cốt Đế Vương, Thiên Tử Kiếm đều là biểu tượng của Thiên Tôn.
Tại sao trước giờ mình không để ý chứ? Trường Vũ, Định Hồn Châu. Định Hồn Châu này tôi nhận. Trường Vũ đợi đã. Cha của cô, tôi chặt một cánh tay. Tại sao chứ? Ông ấy là cha của tôi. Bởi vì ông ta nói không giữ lời, làm trễ nãi thời gian tôi cứu em gái tôi. Xem xét nhiều phương diện, tôi đã rất nhân từ rồi. Trường Vũ, chúng ta sẽ có người thích hợp với cô hơn tôi. Tôi sẽ không tính toán với cha của cô nữa. Phải rồi, cảm ơn cô vì Định Hồn Châu. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Tiểu Dương, có thuộc hạ. Những chuyện ta căn dặn, ngươi đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Đã đem tiểu thư Ngọc Vân trở về. Đợi sau khi ta cứu được Trương Vi, 7 ngày sau, ta sẽ tổ chức hôn lễ. Ta muốn Ngọc Vân trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.